Xin chào các bạn, đây là xe Honda Brio, là một dòng xe mới ra được khoảng độ 3 đến 5 tháng gì đó. Chiếc xe này vừa mới ra khỏi gara showroom của Honda. Đến với Đa Phương Auto, chúng tôi là trang bị cảm biến slot. Các bạn nhìn thấy đây là vành xe và được gắn cảm biến slot van trong. Được chưa? Đây là van trong. Cảm biến slot van trong. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái màn hình hiển thị như thế nào nhá. Tất cả dòng xe Honda, Toyota hay Mitsubishi đều có cái lỗ chờ sẵn này. Được không ạ? Cái lỗ chờ này có chức năng để lắp thêm một số trang thiết bị. Như đây là chúng tôi đã lắp thêm trang thiết bị, đấy là cảm biến slot thương hiệu Kinh Auto. Thì cảm biến slot này khi chúng ta mở xe lên thì ngay lập tức sẽ hiển thị giá trị slot lên màn hình. Đây các bạn nhìn thấy. Mình sẽ mở lại cho các bạn xem nhá. Đấy, Kinh Auto đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy là sau khoảng độ 5 giây giá trị slot sẽ hiển thị luôn ạ. Đấy. Bên ngoài này các bạn nhìn thấy vòng ngoài màu trắng là slot 2,2 cân và giá trị tiêu chuẩn 31, 30. Đây là nhiệt độ của slot. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đối với cảm biến slot này thì hiển thị đồng thời cả slot và nhiệt độ, chúng ta có thể rất tiện để theo dõi. Trong trường hợp slot mà thấp hơn tiêu chuẩn thì ngay lập tức sẽ có cảnh báo. Ví dụ như slot xuống 1,7 là có cảnh báo, hoặc slot vượt trên 3,0 là sẽ có cảnh báo đúng không ạ? Tắt xe thì ngay lập tức sẽ được thiết bị được tắt đi. Ngoài ra thì chúng ta mở xe thì sẽ hiển thị lên để phòng ngừa cái việc đỡ tốn nhiên liệu, đỡ tốn ắc quy. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đây là bộ cảm biến slot được phân phối bởi bên Kinh Auto chúng tôi. Các bạn đặt hàng thì vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc kênh YouTube Đăng Phương Auto. Ngoài ra các bạn có thể để lại số điện thoại nên chúng tôi sẽ liên hệ để tư vấn. Xin cảm ơn.